Hello. Xin chào. Hello. Xin chào. Hey, Này, are you anh có hurt? bị thương không? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Bố đang làm gì ở đây vậy? Ta cần phải gọi điện cho Will. Nếu bố không bỏ cái điện thoại di động, ta đã không phải dừng lại bố điện thoại. Michael, ta không biết ta cần phải nói bao nhiêu lần với con về điều này, nhưng chúng ta khánh kiệt rồi. Chúng ta không còn khả năng thanh toán qua đơn điện thoại không cần thiết nữa. Dân như chúng ta đã tiết kiệm trong 3 tháng rồi. Con nghĩ chúng ta đang tiết kiệm tiền mà. Ồ, khi Will đến thăm chúng ta, anh ấy sẽ muốn thư giãn chút. Do vậy cần phải có những thứ cần thiết. Ngay đây.
Túp lều ở đâu? Will, cách vài trăm thước theo hướng đó. Hãy dỡ mấy thứ này xuống đi. Ta không muốn việc này mất cả ngày đâu. Đi thôi nào. Lên đi, ta sẽ theo con. Ồ, chỗ này trông không tệ lắm đâu. Cái nào trong số này mở cái cửa đây? Cảm ơn đã đánh dấu với Will. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở ngay đó đi. Theo bố, chuyện gì đã xảy ra? Hình như có ai đó đã lục lọi nơi này. Bố có nghĩ họ vẫn ở quanh đây không? Không có ai khác ở đây cả. Ta sẽ đi kiểm tra bên ngoài. Còn hãy cứ ở đây nhé. Lại làm chuyện này đi nữa thì họ cũng đã đi rồi. Chúng ta phải dọn dẹp nơi này. Ta sẽ quay lại xe tải, chuyển mấy cái thùng qua đây và bổ một ít củi. Con chỉ cần giải quyết đống lộn xộn này thôi. Nếu họ quay lại thì sao? Chú con đã nói không có ai tới đây trong nhiều năm rồi. Việc này chắc đã xảy ra lâu rồi và không có ai đến nên không biết. Con sẽ ổn thôi. Tốt nhất, chúng ta nên tiếp tục thôi.
Cảm ơn con vì giải quyết chỗ này nhé. Vâng, không có vấn đề gì đâu. Đi qua nào. Đống lộn xộn này không thể tự nó dọn sạch được đâu Michael. Nhanh nào. Căn nhà thế nào rồi? Tốt rồi. Chúng ta có đủ củi chứ? Luôn có thể sử dụng nhiều hơn một chút. Còn có muốn thử không? Không ạ. Con đang muốn hỏi bố cho con mượn xe được không? Làm gì? Chúng ta đã mua tất cả những thứ chúng ta cần rồi mà. Vâng. Thật ra con muốn xem gần đây có trường đại học nào không. Michael, ta không muốn lại cãi nhau với con đâu. Trước đây chúng ta đã nói về điều này rồi. Chúng ta đã nói chưa? Bởi vì con nhớ con đưa nó tới và bố đã nói không mà không nghe con nói gì cả. Chúng ta đã hết khoản tiết kiệm cuối cùng rồi. Ta không đủ khả năng cho con đến trường nữa. Ý ta là nếu con đạt được số điểm cao hơn thì con đã có được học bổng rồi. Con xin lỗi đã bị phân tâm việc học. Nhưng bố đã bao giờ nghe nói đến chương trình sinh viên dây vốn chưa? Và con muốn ta cùng ký cho khoản vay của con sau. Khoản nợ của ta đã kinh khủng từ trước lễ tang rồi. Ta không còn khả năng để nhận thêm khoản nợ nào nữa đâu. Vậy là xong sao? Cuộc sống của con sẽ là sống trong khu ổ chuột và làm việc với mức lương tối thiểu tại các cửa hàng ăn địa phương sau. Cả hai chúng ta sẽ phải mang nợ với những gì chúng ta được ban ơn. Con không phải là người duy nhất đau buồn đâu. Nếu con muốn dùng chiếc xe, con có thể dùng nó để vào thị trấn xin việc. Ngay khi ta sửa chữa mấy thứ xung quanh đây xong, ta sẽ đến đó với con. Nhưng có vẻ như bố không thể làm cả hai hoặc bất cứ thứ gì. Ta sẽ bận rộn với việc làm nơi này có thể sống được trong một thời gian dài. Và ta có thể không làm ra lương, nhưng thời gian của ta sẽ toàn là công việc rồi.
Thôi con sẽ vào trong và đợi chú Will. Ồ, con không thể không làm gì cả ngày được. Sao con không lao dọn căn phòng phía sau để Sergio có chỗ để ngủ và chứng đau lưng của ông ấy? Ông Sergio sẽ đến đây sao? Đúng vậy, ông ấy và Will sẽ đến vào cuối tuần cùng nhau. Nhưng ông ấy và chú Will thậm chí không phải là bạn. Tại sao ông ấy lại đến đây? Vì ông ấy là bạn ta và ta đã không gặp ông ấy trong một thời gian dài rồi. Con không muốn ông ấy đi vào phòng con đâu. Ông ấy sẽ say xỉn và lục tung mọi thứ của con. Đó không phải phòng của con mà, Michael. Còn có người bạn nào của bố tới nữa không? Bố thấy việc chúng ta chuyển đến một nơi nguy nga như thế này là điều tốt, nên giờ tất cả mấy người bạn của bố có thể đến thăm chúng ta, phải không? Sao bọn ta có thể vào trong nếu cháu cứ đứng giữa cửa ra vào như vậy? Chào chú Will. Rất vui được gặp cháu, Michael. Rất vui vì chú đã đến đây. Rất vui được quay lại. Nó thế nào? Tốt như nó có thể. Chú muốn uống gì không? Không, cảm ơn cháu. Sergio, đó là ông Guerrero nói cho cậu biết. Rock đâu rồi? Ông ấy đang ngủ à? Vẫn còn sớm sao? Mọi người cần ngủ trưa một chút mà. Vậy cậu sẽ đi gọi ông ấy dậy hay là chỉ đứng đó thôi? Bố, dậy thôi. Will và Sergio đang ở đây. Được rồi. Ông ấy sẽ ra ngay đấy. Sao cậu không đánh thức cả ngọn núi luôn khi cậu đang ở đó? Thôi đi anh bạn. Sao cậu không gặp điện lại chút Max? Có phải hai người đã hạ mấy giá sách xuống không? Không, khi cháu đến chỗ này đã bị phá hủy. Ai đó đã hạ giá sách xuống và bàn thì bị dở. Trước đây chưa bao giờ có vấn đề với mấy kẻ phá hoại cả. Nhưng họ đã phá hỏng cửa trước. Nó thậm chí còn không đóng nữa. Cậu đã không nói với tôi có thổ phỉ quanh đây. Nếu họ quay lại, chúng ta thậm chí không thể đuổi chúng đi. Sergio, bình tĩnh đi, tôi có thể sửa ổ khóa. Tôi sẽ bình tĩnh hơn khi chúng ta đã lấy khẩu súng của tôi ra khỏi xe. Súng sao? Chúng ta sẽ cần súng làm gì để những chuyện khỉ gió như thế này sẽ không xảy ra nữa. Được rồi, ngoài mớ hỗn độn ra thì hai người thấy chỗ này như thế nào? Bên trong dùng khí Roban và nơi này thậm chí cũng không có radio. Cháu không biết sao người khác có thể thích nơi này được. Mấy đứa trẻ không bao giờ biết ơn với những gì chúng có. Luôn có gì đó để phàn nàn. Bố cha đã có cơ hội đến thử mấy nơi trong thị trấn mà ta nói với ông ấy chưa? Chưa ạ. Ông ấy nói ông ấy sẽ sửa chỗ này trước khi ông ấy kiếm một công việc thực sự. Để Will. Thế nào rồi? Tôi, Roger, anh thế nào? Không có gì để phàn nàn cả. Bố có nghĩ khi nào thì... Này, ai cho anh chàng Mexico này vào đây vậy? Cậu trông già đi đấy anh bạn, lâu rồi không gặp. Đồ của cậu đâu rồi? Để trong xe rồi, gia đình thế nào? À, cậu biết thế nào không? Cuối tuần trước tôi ở cùng Marty. Thằng bé đã gặp chuyện quỷ quái mà cậu không thể tin được đâu. Không muốn ở lại bên cạnh ai cả. Tôi đang làm sạch dòng suối ở bên đường. Vì vậy tôi đưa cho nó một ít và chủ nhà đã gọi cho dịch vụ bảo vệ trẻ em. Cậu có thể tin được chuyện giảm dí đó không chứ? Giờ tôi phải ra tòa với Sheila nếu tôi muốn gặp lại thằng bé. Ai mà nghĩ rằng tòa án sẽ nhìn nhận làm dụng trẻ em như thế chứ? Thật là một thế giới kỳ lạ. Cậu có thể nói về việc nuôi dưỡng mấy đứa trẻ khi cậu ngừng bơm sắt và bơm đít ấy. Được rồi, Sergio. Tháng trước tôi đã mở phòng thể dục thứ hai. Theo kinh nghiệm của tôi thì thành công thực sự là thứ phụ nữ hưởng ứng. Tôi biết anh biết điều đó đúng chứ? Tôi biết rằng họ chỉ phá hỏng cánh cửa sau khi nhìn thấy danh sách nợ của anh. Này, xem những gì thằng nhãi này nói này. Này đây, tôi không tính sẽ nghe những chuyện khỉ gió này mỗi cuối tuần đâu. Hai người hãy giải quyết đi. Anh có phiền không nếu chúng ta xem xung quanh đây một chút? Tôi muốn nói một số thứ trước khi chúng ta bị sao nhãng. Chắc rồi, ra ngoài thôi. Mọi thứ hầu như trông rất tốt, nhưng nơi này đã bị phá tan khi chúng tôi tới đây. Nhưng Michael đã nói với tôi rồi, chúng tôi có thể vòng qua cảnh sát khi trên đường quay về thị trấn. Đó không phải là vấn đề lớn đâu. Tôi và Michael đã dọn dẹp và mọi thứ đã tốt rồi. Thật vui khi nghe điều đó. Chúng ta đi vòng qua sau kiểm tra nào. Chắc rồi. Cái quái gì thế này? Đó là nhà vệ sinh. Ở đây không có nước đâu. Rock khỉ gió. Tôi biết cậu đang trong tình trạng rất tệ, nhưng không nghĩ là tệ thế này đâu. Vậy nơi này là Sombass. Gia đình cậu tìm thấy nó bị bỏ hoang và tuyên bố nó là của họ sau. Ông tôi đã xây chỗ này. Chúng tôi đến đây vào kỳ nghỉ.
Tôi nghĩ kỳ nghỉ của tôi thật tệ. Tại sao chúng ta chưa từng tới đây vậy bố? Mẹ con không thích đi chơi sau khi bà con mất. Thật tệ vì con không có nhiều thời gian ở đây, Michael ạ. Mẹ con thật sự rất thích nơi này. Khi bà ấy ở độ tuổi của con, bà ấy thích ở ngoài trời, ngắm nhìn thiên nhiên. Chúng ta đều đã đọc cáo phó rồi, Max. Không cần phải nhắc lại nữa đâu. Này, sao anh không tỏ ra tôn trọng một chút hả? Shannon rất có ý nghĩa với chúng tôi đấy. Khỉ thật, thư giãn đi anh bạn. Chỉ là nói đùa thôi. Dừng, không có ai nghĩ anh hài hước đâu. Anh có đủ củi rồi chứ? Chắc vậy. Được rồi, tôi thấy việc cần làm là sơn nó và xây cổng với mấy dụng cụ trong kho. Vâng, nó sẽ mất nhiều thời gian đấy. Công việc thì sao? Anh đang tìm chứ? À, không. Nhưng tôi thấy không thể sửa chỗ này và tìm việc cùng lúc được. Giờ chúng ta có thể làm gì khác không? Ồ, chỗ này thực sự không có nhiều thứ để làm đâu. Anh đang đùa sao? Ở đây có hàng tấn thứ tuyệt vời đấy. Thực ra dự báo tối nay có mưa sao băng đấy. Tôi thấy chúng ta nên tìm một vị trí tốt để xem. Gì chứ, không đời nào tôi mang rượu đấy. Roger, sao cậu không cùng tôi xuống xe và giúp tôi mang đồ lên chứ? Max, quăng chìa khóa của cậu cho tôi đi. Vậy kế hoạch cho cuối tuần là nhậu say sao? Không đâu. Kế hoạch cuối tuần là thư giãn, Michael. Thôi nào, ta chắc là họ sẽ muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ có nhậu thôi. Ôi anh bạn, thường thì tôi là người làm mấy chuyện điên khùng đó. Nhưng tối đó tôi đã bị quậy lại. Anh bạn, mình rất vui vì tuần này cậu đã đến. Đã lâu rồi từ khi mình có thời gian tuyệt vời thực sự. Này anh bạn, tất cả là tập luyện thôi. Mình đã nói với cậu, mình ở đây để đi làm, phải không? Đúng vậy. Thực ra tôi đang cùng một đoàn khai thác gỗ trong rừng này. Không thể nào, đúng vậy đấy. Bọn tôi đang khai thác hết gỗ ở quanh đây, bắt đầu ở đỉnh và đi xuống. Này Mickey, đến đây nào. Cậu muốn uống bia không? Không cảm ơn ạ. Thôi nào, uống đi. Thấy không, ông bố già của cậu cũng không ngại khi cậu uống bia kìa. Và tôi sẽ không để ai biết cậu chưa đủ tuổi đâu. Ngay cả nếu cháu biết uống, cháu cũng sẽ không uống đâu. Có chuyện gì với con trai cậu vậy, Rod? Cần sa thì sao? Ta đã mua nó từ một gã tốt nhất trong thị trấn đấy. Bỏ nó ra khỏi mặt tôi đi. Cậu định đánh ta sao? Tôi nghĩ Michael và tôi sẽ xem sao băng ở bên ngoài. Tốt thôi, bọn ta sẽ hút mấy thứ này. Và bọn ta không muốn mấy thứ quái quỷ quanh đây đâu. Khi nào cậu muốn lớn lên thì cậu có thể ngồi vào bàn đàn ông. Đương nhiên ta không thể nhớ lần gần nhất con chó cái phát triển nữa. Hãy bình tĩnh với thằng bé đi. Được rồi, được rồi. Thật nhạy cảm. Cháu biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Ta biết cháu không thích uống rượu, Michael. Nhưng bố cháu có lựa chọn riêng. Sau tai nạn đó, ông ấy nói rằng sẽ sống trong sạch. Ông ấy sẽ không để rượu làm hại gia đình thêm nữa. Cuối cùng là gì vậy? 3 tuần sau.
Cha phải hiểu rằng ông ấy đã cưới Shannon 20 năm. Đó là việc rất khó khăn để vượt qua. Dân, thật khủng khiếp. Giờ thì ai sẽ làm bữa tối cho ông ấy chứ? Ta biết ông ấy không thể hiện ra, nhưng ta nghĩ là sâu thẳm bên trong ông ấy cũng cảm thấy như cháu vậy. Không không, đây là cách ông ấy vẫn luôn làm. Bà ấy đang ngăn bố con trở thành kẻ lười biếng. Và giờ ông ấy đã có lý do hoàn hảo rồi, rằng vợ tôi đã chết. Ta đã không nói chuyện với bố con trong nhiều tháng trước khi ông ấy gọi về căn nhà. Có phải nó thật tệ không? Mẹ cháu đã chết trong trận đánh và chạy trốn. Bố cháu uống say khi mất việc và mất nhà. Được rồi, ta xin lỗi. Nhưng hôm nay không giống bình thường đâu. Cháu đã tìm trường chưa? Dân, bố cháu đã nói rằng bọn cháu không đủ khả năng để học đại học. Nhưng đó là lý do đúng. Chú biết đấy, cháu sẽ học cách nấu yến mạch và trói mấy con sóc. Đó thực sự là thứ cần học ở quanh đây. Cháu biết không, phòng thể dục đang làm ăn tốt. Ta đang nghĩ có thể sẽ đề nghị bố cháu về việc cho cháu vào thị trấn với ta một thời gian. Ở gần đó có trường, cháu có thể chơi với lũ trẻ cùng tuổi. Có thể chúng ta sẽ làm một khoản dây sinh viên với ngân hàng của ta. Thật à? Đúng vậy. Ta biết. Ta biết là mọi thứ không giống như trước vì mẹ cháu đã mất. Nhưng ta muốn cháu có một cuộc sống bình thường. Ông ấy sẽ không chấp nhận đâu. Không thể biết được cho đến khi chúng ta hỏi đâu. Ta sẽ đề nghị ông ấy vào chuyến đi ngày mai. Chuyến đi nào vào ngày mai vậy ạ? Bố cháu không nói gì với cháu sao? Không, đó là lý do Sergio mang theo tất cả súng của anh ta. Đó là lý do đi săn. Ta chắc là anh ta muốn bắn một số thú rừng trước khi anh ta về. Tuyệt. Nếu anh ta không giết mọi thứ theo một cách, thì anh ta sẽ làm theo cách khác. Gì chứ? Là đoàn của Sergio. Họ sẽ khai thác gỗ ở bên này ngọn núi F. Canyon. Việc đó sẽ làm rối loạn động vật hoang dã đã ở quanh đây. Cháu biết công việc tuyệt vời mà anh ta đã nói với bố cháu chứ? Dân ạ, nhảm nhí. Họ thuê anh ta trông coi thiết bị ban đêm. Bất cứ gã gốc nào cũng có thể làm công việc của anh ta. Vậy sao ông ta có thể nghỉ cuối tuần được? Không đâu, lái buôn trông nó vào cuối tuần. Kẻ ngu ngốc lôi mấy chuyện như thế này ra hàng thập kỷ rồi. Cháu không thể tin là chú biết ông ta lâu vậy rồi đấy. Cháu không biết sao chú có thể chịu đựng được. Cha đã thấy bọn ta lúc ở sau nhà rồi chứ? Không đâu, ta vẫn không thể chịu được. Bất cứ khi nào anh ta và Roger đến gặp Shannon sau khi tan trường, anh ta luôn làm gì đó để chọc ta. Ta không bao giờ nghĩ trong hàng triệu năm giờ ta vẫn giao thiệp với anh ta. Vậy việc này sẽ bắt đầu khi nào? Anh ta nói nó có thể bắt đầu bất cứ lúc nào từ giờ. Đây rồi. Dậy và tỏa sáng nào. Có chuyện quá gì với ông vậy? Nhanh lên và ăn đi. Nếu không bọn ta sẽ để cái đít cậu phía sau đấy. Nhanh lên đi thôi. Này Rod, cậu có còn ít đạn không? Ừ, tất cả tôi có ở đây này. Trông con như người choáng váng vậy. Dân, thật khó để ngủ khi hai người cứ ồn ào suốt đêm. Bố biết không, con không thực sự muốn ra ngoài hôm nay đâu bố. Con nghĩ là mình sẽ ở nhà. Thôi nào Michael, con phàn nàn không có việc gì để làm xung quanh đây. Vậy giờ cuối cùng chúng ta cũng có việc để làm rồi. Được rồi, nhưng chúng ta có thể làm như tập bắn hay là sao? Con chỉ thực sự không hiểu tại sao chúng ta phải giết những thứ đó. Săn bắn là môn thể thao rất vui đấy, Michael.
con sẽ thấy. You'll see. Hurry up. Ăn nhanh đi. Chúng ta phải sẵn sàng đi thôi. Roger, tìm được vị trí đẹp chứ? Có một chỗ ở phía trước, ở đằng kia. Được rồi. Đây, đưa cho mình một cái bánh Oreo đi. Cảm ơn. Roger, đừng động đậy. Mọi người cúi xuống đi. Đó là một người đẹp. Ai sẽ bắt nó đây? Chúng ta để Michael bắn phát đầu tiên đi. Con phải làm gì với việc này vậy? Con chỉ cần bắn con nai thôi. Không không không, con đã nói con không thích đi săn rồi mà. Thôi nào, hãy là một người đàn ông đi. Làm việc đó cho ta đi Michael. Không muốn lấy khẩu súng đi, con không thích nó. Không đâu, ta sẽ không cầm súng cho đến khi con bắn. Anh thực sự sẽ bắt thằng bé làm việc nó không thích sao? Will, thằng bé là con trai ta. Ta nghĩ là việc đó sẽ tốt cho nó. Bố, con... Cha cậu đang mong chờ vào việc này đấy, Michael. Giờ thì dừng việc ngu ngốc lại và thực hiện đi. Đừng có động vào ta lần nữa. Im nào, cậu sẽ làm nó sợ bỏ chạy đấy. Hãy đặt cái này lên vai con. Hãy nhắm phạm vi để nó chỗ ngắm bắn, hít thở và sau đó kéo cò. À, thật gần. Sao cậu có thể phá hỏng nó được chứ? Có phải cậu làm có chủ đích không? Cậu đang làm gì vậy? Tôi sẽ không để nó đi mất đâu. Cậu biết không, Michael? Cuối cùng thì cũng có cái gì đó giết nó thôi. Dân nhưng đó không phải là con. Wow, wow, gì chứ? Này, là tôi đây. Có chuyện gì với anh vậy? Trông anh sợ hãi lắm. Con Hưu làm anh sợ sao? Những việc này khá là man rợ nhỉ?
Hãy nghỉ một chút đi. Chúng ta sẽ nghỉ bao nhiêu lần ngày hôm nay đây, Sơ Do? Đó là gì vậy? Tôi không biết nữa. Nó trông giống lông của gấu. Nhưng mình chưa bao giờ thấy con nào quanh đây cả. Có phải gấu không vậy? Quanh đây không có gấu đâu. Đây là rừng, đương nhiên là có gấu rồi. Anh làm ở ngọn núi này mà phải không? Anh đã bao giờ thấy con gấu nào trước đây chưa? Chưa. Ồ, có gì khác tạo nên âm thanh như thế vậy? Ta chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây cả. Đó chắc chắn là một con gấu. Có lẽ chúng ta nên quay lại. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con gấu nào quanh đây cả. Và tôi đã lên khu vực này hàng chục lần rồi. Roger, cậu chưa nhìn thấy điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại đâu. Ngay cả khi nó là một con gấu thì nó cũng sẽ giữ khoảng cách. Chúng sẽ không làm gì trừ khi chúng bị chọc tức. Anh thấy chứ? Vậy để hãy theo kế hoạch. Chúng ta sẽ lập trại sớm và chúng ta sẽ đảm bảo an toàn ở đây. Ồ, tôi không nhận bất cứ cơ hội nào đâu. Cơ hội gì? Một con đường mòn đẹp sao? Tôi cần phải đi vệ sinh. Giờ tôi biết phải hét lên gấu. Mỗi khi anh ta bắt đầu hành động như một tên khốn rồi. Đừng lo, chúng tôi sẽ ở ngay đây với anh khi gấu bắt anh, được chứ? Một ngày nào đó tôi sẽ bịt miệng cậu lại. Đồ thất bại. Muốn một lon không? Không, cảm ơn. Hey Will, này chú Will, chú còn nhớ chuyện chúng ta đã nói chứ? À đúng rồi, Roger, tôi muốn nói với anh một số chuyện. Mấy cậu, gì vậy? Khỉ thật. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn đi anh bạn, cậu đã bắt cái quái gì vậy? Nó đang xuống đó, cậu thấy nó không? Nó là gì vậy? Tôi không biết nữa, nó đang xuống đó đấy. Ở đâu dưới đó? Nó ngã vào mấy bụi cây. Ông đâm phải gì sao? Có phải là một con gấu không? Không, đây không phải là con gấu, nó rất lớn. Trước đây cậu đã thấy một con gấu toàn phần chưa? Không có đến gần. Vậy cậu không biết chúng đứng lên cao gần 7 feet rồi. Không, không, con này lớn hơn. Mọi thứ đều trông lớn hơn khi cậu sợ hãi. Vấn đề là cậu đã giết nó chưa? Tôi không nghĩ vậy đâu. Ồ, vậy chúng ta cần phải tìm ra. Này, anh đang làm gì vậy? Chỉ cần đứng đây với Michael thôi, được chứ? Tôi sẽ đi kiểm tra việc này. Cẩn thận nhé bố. Tôi không thấy gì cả. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi anh bạn. Sinh vật đó giờ ở đâu đây? Chúng ta sẽ làm gì? Không có gì dưới đấy cả. Ở đây này. Ồ, vậy thì nó vô hình rồi. Được rồi, anh có thể đợi sau cuối tuần này rồi hãy điên được chứ. Chuyện gì vậy, Sơ Ro? Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là tôi nhìn thấy. Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần quay lại đường mòn thôi. Chúng ta nên cắm trại. Tất cả chúng ta đều mệt rồi. Và giờ trễ rồi. Vậy nên chúng ta hãy tìm nơi nào đẹp phía trước và nghỉ ngơi thôi. Chúng ta nên quay lại căn nhà. Quay lại cũng không xa đâu. Có lẽ ông ấy nói đúng. Chúng ta không nên ngủ ở ngoài này với một con gấu lớn đâu. Chúng ta đã kết luận là không có con gấu nào ở đây rồi mà. Và Sơ Ro hơi bối rối nên đã bắn vào bụi cây. Ai không như vậy chứ? Nhưng một số người trong chúng ta nên dừng việc phản ứng thái quá đi. Cậu không biết tôi đã nhìn thấy gì đâu. Thôi đi hai người, đều là người lớn hết rồi. Hãy thể hiện cho đúng đi. Vậy chúng ta vẫn cắm trại ban đêm sao? Đi nào. Đi nào Michael, chúng ta sẽ tìm được một vị trí tốt.
Chỗ này trông được đấy. Chúng ta sẽ cần củi đấy. Michael, cháu có thể đi lấy ít củi không? Được ạ, cháu đoán thế. Không phải chúng ta nên đợi dựng xong cái lều sao? Không có cái lều nào cả đâu. Gì chứ? Vậy cái gì sẽ ngăn bọn thú? Ôi chúa ơi, chúng ta đã nên mang theo lều. Ở đây không có lều và sẽ không có gì làm phiền chúng ta đâu. Nhưng mà bố, Michael, con chỉ cần thoải mái trên mặt đất thôi được chứ? Vậy nên hãy đi lấy củi đi. Chúa ơi, đừng có như sơ so anh bạn, đi nào. Bình tĩnh đi được chứ? Cái gì làm cậu lo sợ quá vậy? Tôi không biết. Nó cao hơn tôi khoảng 3 feet. Toàn thân bao phủ lông. Tôi chưa thấy thứ gì như vậy trước đây cả. Có thể nói là yêu quái khổng lồ. Đừng có vô lý như vậy. Thôi nào. Tôi không biết đó có thể là gì khác nữa. Ông có nghiêm túc không vậy? Ông nghĩ mình đã bắn giả nhân sao? Không, ông ấy không nghiêm túc đâu. Bây giờ mới đang thật ngu ngốc. Không, đó là giải thích cuối cùng có lý đấy. Đó là giải thích duy nhất có lý sao? Vật đó vẫn ở ngoài kia. Có thể có nhiều con nữa. Chúng ta phải về thôi. Bình tĩnh đi anh bạn. Hãy thư giãn đi được chứ. Không có giả chân gì đâu. Tôi không biết nữa. Tôi đã từng nghe một số câu chuyện. Câu chuyện gì? Thôi đi Will, cậu đã nghe gì? Những câu chuyện về những thứ kỳ lạ đã được nhìn thấy trong rừng. Tôi đã nghe kể về chúng khi tôi còn nhỏ. Thậm chí còn có một nhóm thợ mỏ đã bị tấn công trên núi này. Will, chuyện này không vui tí nào đâu. Tiếp đi. Không, nó sẽ làm Michael sợ đấy. Con không sợ đâu. Tiếp đi chú Will. Được rồi. Nó xảy ra khoảng 90 năm trước đây. Có một nhóm thợ mỏ làm việc trên núi này. Một đêm, họ đã bị tấn công vào căn lều của họ. Những hòn đá, chúng lăn từ đỉnh đồi xuống, căn lều bị lung lay dữ dội. Cuộc tấn công diễn ra suốt đêm. Một người đàn ông mạo hiểm đi ra ngoài, vòng ra sau và bị đánh bất tỉnh bởi một hòn đá. Và khi ông ta tới, tất cả mọi người đã biến mất, nhưng có những dấu chân lớn xung quanh lều. Kể từ đó, người ta gọi nó là F. Canyon. Chỉ khoảng vài dặm nữa thôi. Đi bộ khá gần để gặp ngài quái vật. Chuyện đó có thật không? Không, nó không có thật đâu. Cậu ta đang hù cậu đấy, anh bạn. Chúng ta không nên ở đây. Thôi nào, Sergio. Ngay cả nếu giả nhân có tồn tại đi nữa, thì nó cũng không tấn công người đâu. Được chứ? Nó thân thiện như E.T. vậy. Con không biết đâu bố. Có thể nó bị đe dọa. Michael, im đi. Được chứ? Chuyện này dừng ở đây đi. Không đâu. Tối nay chúng ta cần cảnh giác. Nếu chúng quay lại với chúng ta thì sao? Đừng có lo lắng nữa, được chứ? Chúng ta có súng mà. Còn có con dao của con. Michael luôn sợ những âm thanh nó nghe thấy. Ý tôi là dụng cụ bảo vệ khá tốt. Tất cả những gì phải làm là để chân lên cây. Và sau đó sẽ không có gì làm phiền chúng ta cả. Dân.
Được thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chuyện quá gì đã xảy ra vậy? Đó là giả nhân. Tôi đã nói với anh là nó sẽ theo tôi mà. Chỉ thần Sasho, quay lại đi. Hãy ở đây với chú ấy nhé. Cháu có thấy gì không? Sao nó đúng, đó là giả nhân. Gì chứ, không đâu. Khỉ thật Michael. Đó là câu chuyện ta đã xem trên chương trình Bí ẩn chưa được giải đáp thôi. Cháu thấy nó mà, Will. Ai đó đã ở đây. Chú ơi, Sao đi cùng, chắc hắn đã làm họ sợ. Điên đầu, chúng ta phải đi tìm họ thôi. Darby, chuyện gì xảy ra vậy? Sao? Darby có lẽ đã ở đây. Kẻ nào là Darby vậy? Anh chàng này trong thị trấn. Tôi đã nhờ anh ta trong thiết bị vào cuối tuần này. Anh ta nói đó là đối tác của anh ta. Khỉ thật. Cậu có nói với anh ta là chúng ta sẽ đi cắm trại không? Ồ có. Cậu đã nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở đây chưa? Anh ta là người quay lại chỗ cắm trại. Anh ta đang cố ăn cắp đồ của chúng ta. Giờ có lẽ anh ta chính là người đã phá căn nhà. Không, chúng đã ở đây. Chúng đã giết anh ta. Toàn là máu. Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi sẽ đi tìm gã ta và kết thúc chuyện này. Bố, hãy ở đây với chú con nhé. Không có ai đây đâu. Chúng đã bắt anh ta rồi. Đủ rồi đấy. Này, ai kia? Ôi chúa ơi, bố. Giúp tôi. Bố. Giúp tôi với. Bố. Bố. Không, không. Đó là gì vậy? Đó là giả nhân. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi nó giết hết tất cả chúng ta. Sao do trời ạ? Ai đã bắt Roger? Chúng ta phải đi tìm anh ấy thôi. Thì thật, tôi sẽ quay lại căn nhà. Quay lại đây đi, đồ nhát gan. Thôi nào, chúng ta phải đi tìm bố con. Cha đã nhìn thấy nó. Thực sự, cha đã thấy nó và nó sẽ giết ông ấy. Được rồi, ta biết cháu sợ Michael. Ai đó phải giúp ông ấy. Và bây giờ đó chính là chúng ta. Cháu không thể. Được rồi, hãy xem cần phải làm gì khi quay lại căn nhà, được chứ? Được chứ? Đi nào. Đi nào. Không thể đến trước chúng ta được. Ở đây có nhiều hơn một con đấy. Khỉ thật. Nhanh nào Michael. Cháu làm chúng ta bị lạc đấy. Tôi nghĩ là đường này. Chúng ta hãy cứ tiếp tục thôi.
Mở cửa ra đi, đồ khỉ gió. Khỉ thật, chúng ta đã bỏ lại ba lô ngoài kia rồi. Bố cháu vẫn còn ở đó, đạn đang ở trong túi. Cháu đã nghĩ ông ấy là bạn ông. Ồ, điều đó không thành vấn đề nữa, Michael. Bởi vì ông ấy đã chết rồi và chúng ta cũng sẽ chết nếu không có thêm đạn. Vậy sao ông không đi lấy chúng đi, Sasha? Được rồi, và hy vọng chúng ta sẽ nhớ để ông quay lại. Có chuyện quá gì xảy ra với anh vậy? Anh đừng có mà đụng vào thằng bé. Đứng đằng sau đi, thằng điên này. Tôi đã nghe mấy thứ quỷ này nói tắt mệt rồi. Kỹ thuật, mày là người đã khóc lóc vì việc quay lại căn nhà này càng sớm càng tốt. Và giờ mày trở thành đồ khốn gì gì chứ? Vì không có đạn sao? Mấy người, chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta cứ ở đây gì chứ? Chúng ta có lợi hơn miễn là ở trong căn nhà. Chúng ta sẽ làm gì với bố cháu? Đúng vậy, chúng ta cần phải tìm Roger. Cậu còn không biết anh ta đang ở đâu mà. Vậy chúng ta lấy xe và sẽ quay lại cùng với cảnh sát. Michael, ta cần chìa khóa xe tải. Cháu nghĩ bố cháu giữ chúng rồi. Sergio, chìa khóa, chúng ta cần tìm Roger. Ai biết được mấy thứ điên khùng này sẽ làm gì với anh ấy chứ? Không đâu anh bạn, Roger đã chết. Anh ta đã bị giả nhân xé ra từng mảnh như chúng ta đã nói rồi. Tôi đã mệt với mấy chuyện giảm giết của anh rồi. Anh đưa cho tôi mấy cái chìa khóa hay tôi phải lấy chúng từ anh đi. Quay lại. Anh muốn ở lại đây sao? Tốt thôi. Chúng tôi sẽ đi lấy xe và sẽ quay lại với sự giúp đỡ. Cậu sẽ dẫn chúng quay lại đây. Cậu sẽ dẫn chúng lại tìm tôi. Đưa chìa khóa cho tôi. Ông đã giết chú ấy. Tôi phải thoát khỏi cậu ta. Tôi không thể chịu đựng gì cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi suốt đêm nữa. Đỡ cậu ta lên. Gì chứ? Mày sẽ di chuyển cái xác, đặt nó vào phòng của mày. Không. Dừng việc nhìn tao đi, đồ điên. Khỉ gió thật. Khỉ gió thật.
Khỉ thực. Giúp tôi với. Ông muốn gì? Nghe này, tôi tên là Bauman. Tôi đã không ăn gì nhiều ngày nay rồi. Xin hãy giúp tôi. Được rồi, ngồi xuống đi. Để tay lên bàn và đừng di chuyển. Được. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Tôi đã bị bắt cóc. Tôi không biết chúng có đuổi theo tôi hay không nữa. Giả nhân sao? Tối nay nó đã bắt bố tôi. Anh ổn chứ? Anh phải nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra để tôi có thể tìm ông ấy. Được rồi. Đã nhiều năm rồi, tôi đã nghe một câu chuyện về mỏ vàng trong khu rừng. Khi tôi nghe nói họ sẽ bắt đầu chặt cây, tôi biết cuối cùng sẽ có ai đó tìm ra nó. Tôi cần tiền, vậy nên tôi đã lấy bất cứ thứ gì có thể và đi vào rừng. Đêm đó, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong mấy cái cây. Tôi đã tìm thấy một cái trại đổ nát, đó là nơi nó xảy ra. Tôi không thể thoát khỏi bàn tay nó. Nó mang tôi đi hàng giờ. Tôi đã thấy ba trong số chúng trong hang động. Ở đó có thể có nhiều hơn, tôi không biết nữa. Tôi không cố gắng di chuyển nữa, cho đến khi mặt trời mọc.
Tôi không chắc tại sao chúng không giết tôi. Có thể tôi không phải là mối đe dọa. Hoặc có thể chúng không muốn tôi trốn thoát và mang nhiều người quay lại hơn. Tôi không biết nữa. Tôi đã ngồi đó khoảng... tôi không biết bao lâu. Nhìn thói quen của chúng. Sau đó hai trong số chúng rời đi. Chỉ còn lại một con với tôi. Và tôi biết nếu tôi muốn trốn thoát thì chính là lúc đó. Tôi không có bất cứ thứ gì để sử dụng như vũ khí, nhưng tôi có một ít thuốc lá. Này, này anh chàng người khỉ. Tốt lắm. Muốn một ít không? Tôi không biết tôi đang ở đâu, vậy nên tôi chỉ chạy thôi. Tôi không biết bao lâu nữa. Cuối cùng tôi thấy nhà cậu. Như cái hang động nằm ở đâu? Được rồi, anh phải nói cho tôi biết cái động ở đâu, vì đó là nơi chúng giữ bố tôi. Tôi xin lỗi, tôi không biết. Khi tôi ra khỏi đó, tôi chỉ biết chạy theo bất cứ hướng nào có thể thôi. Này, có phải nhà vệ sinh phía sau không? Đúng vậy. Cậu có súng hay gì đó không? Không. Cậu sẽ đi cùng tôi chứ? Cậu có thể để mắt ở bên ngoài. Chúng ta cần phải canh chừng cho nhau. Được rồi. Này, tôi cầm cái đó được không? Tôi nghĩ là tôi đang trông chừng phía sau cho anh mà. Tôi không thích bóng tối. Được rồi. Bố, bố, chuyện gì đã xảy ra vậy? Khỉ thật. Bố ổn chứ? Bố ổn chứ? Nó đã kéo ta vào rừng. Nó đã đánh ta. Nó phá hủy chân của ta.
Ta phải giả vờ chết trước khi nó rời đi. Còn khẩu súng của bố thì sao? Ta đã đánh rơi đâu đó trước khi ta thấy con. Chúng ta cần khẩu súng đó nếu những sinh vật này quay lại đây. Cảm ơn Chúa vì con vẫn ổn. Gã khốn đó là ai vậy? Đó là Bauman. Giả nhân cũng đã bắt anh ta. Những người khác đâu rồi? Chú Will và Sergio đã cãi nhau về việc mọi người nên ở lại đây hay đi. Chú Will đã cố lấy lại chìa khóa từ ông ta. Và Sergio đã đâm chú ấy. Ôi Chúa ơi! Và đó là lỗi của con, bởi vì Will muốn đi tìm bố. Và con đã nói với chú ấy không nên, bởi vì con đã quá sợ hãi. Và giờ cái chết của chú ấy là lỗi của con. Không không, chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của con đâu, Michael. Ta cũng sẽ nói Will làm điều tương tự nếu ta có thể. Thời gian ta ở bên ngoài đó, ta đã nguyện cầu cho con được an toàn. Giờ Sergio đâu rồi? Con đã đánh ông ta bất tỉnh và nhốt ông ta trong phòng cùng với xác chú Will. Ồ, vậy chúng ta cứ để anh ta lại đó đi. Khi Bauman trở lại, chúng ta sẽ đi và chúng ta sẽ được giúp đỡ. Bố nghĩ là chúng ta sẽ có thể đến chỗ cái xe sau. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào nữa. Chìa khóa của ta đâu? Con không biết. Chắc ta đã đánh rơi chúng trong nhà kho rồi. Đi nào, chúng ta sẽ đi lấy chìa khóa, súng và sẽ biến ra khỏi chỗ này. Ôi trời ơi, chúng đã theo ta. Vào trong đi. Đang làm gì vậy? Anh ấy vẫn ở ngoài đó mà. Ta xin lỗi Michael, anh ta chết rồi. Giờ chúng ta phải canh phòng cho nhau thôi. Nhưng nó đã rời đi rồi. Chúng ta không biết nó ở đâu. Chúng ta phải thông minh về việc này, Michael, hoặc chúng ta không thể sống qua nổi đêm nay. Đó là gì vậy?
Đập xuống. Kỹ thuật. Bố có nghĩ là chúng không có đá không? Là gì vậy? Chúng đang rời đi. Vậy chúng ta cũng nên rời đi luôn. Đến giờ lấy lại mọi thứ rồi. Michael, lấy một khẩu súng về giúp ta đi. Nó đã bị khóa trong phòng với Caesar rồi. Kỹ thuật. Bố đang làm gì vậy? Nghe như chúng đang đẩy mấy bức tường. Đang đây. Bố, chúng ta phải chặn mấy cái cửa sổ lại. Con ổn chứ? Vâng. Chúng đang trên mái nhà đấy. Ngồi xuống đi. Bố bắt được nó chưa? Phòng con, chúng ta có thể dùng đó để giữ cánh cửa. Jason đang ở trong đó. Chúng ta không còn lựa chọn nào nữa đâu. Chúng ta không thể tự mình giữ cái cửa này được. Đi đi. Cậu cần gì sao, Michael? Michael, nhanh lên. Rod sao? Nhanh nào. Cảm ơn. Vâng. Không vấn đề. Chúng ta cần phải lấy chiếc xe. Không thể nào. Những thứ đó vẫn còn ở ngoài kia. Cậu muốn chúng giết hết chúng ta sao? Được rồi. Có lẽ cậu nói đúng. Nếu ở lại đây, chúng ta cần phải chặn mấy cái cửa sổ này lại. Bằng cái gì? Bằng gỗ đóng tàu. Bằng gỗ đóng tàu trong nhà kho. Đúng vậy. Thằng bé đã đúng đấy, Sergio.
Nếu lấy được những thứ đó, chúng ta có thể giữ mấy thứ khốn này ở bên ngoài. Ồ, tôi sẽ không đi ra ngoài đó đâu. Căn nhà là nơi duy nhất chúng ta sẽ an toàn. Ồ, chúng ta đã làm tổn hại nghiêm trọng và chúng ta đã chặn hết lối vào chính. Tôi không còn nghe tiếng chúng bên ngoài nữa, phải không? Có thể chúng ta tụ tập lại mấy cái cây. Chúng ta không thể an toàn trong căn nhà này trừ khi chúng ta có số gỗ đó. Tôi sẽ không đi đâu. Và cậu sẽ ra ngoài với cái chân tồi tệ đó sao? Cậu ổn chứ? Con sẽ đi. Cậu có chắc không? Sergio nói đúng. We have to stay here. Chúng ta phải ở đây. Okay, which means that, được rồi, điều đó có nghĩa lựa chọn duy nhất là phải chặn chỗ này lại. Well, you can take your daddy's cậu có thể lấy khẩu súng của bố cậu. Keep in mind. Tôi đang ở rất gần rồi. Right close. Take it. Đây, cầm lấy nó. Không, bởi vì con cần có tay để mang đồ, được chứ? Nhưng điều đó có nghĩa là con cần một người ở chỗ cửa sổ đó. Ta sẽ đảm nhận. Cảm ơn bố. Được rồi, hãy sử dụng cửa sổ phòng con. Được rồi. Không còn thời gian như hiện tại nữa đâu. Cẩn thận nhé. Đừng lo. Chúng ta sẽ ổn thôi. Ôi không, Michael, coi chừng. Ôi, khỉ thật. Bố, mở cửa đi. Sergio. Dân, tôi cần anh giúp. Hãy dậy lên tủ quần áo đi. Chúng ta cần đánh lạc hướng chúng. Được rồi. Chúa ơi. Mày đừng có mà làm hại gia đình tao, Sergio. Đây, đằng đây. Đây mới là người bọn mày muốn. Roger. Bố! Cảm ơn Chúa, tôi chưa bao giờ sợ hơn thế này trong suốt cuộc đời tôi. Cậu có chìa khóa rồi chứ?
Dân ạ, Sergio đâu rồi? Ông ta đã phải nhận lấy thứ cần đến với ông ta. Giờ hãy ra khỏi nơi khỉ gió này thôi. Hãy ở lại đây thôi. Lấy khẩu súng. Đi đi. Đi đi. Ta không thể đi với cái chân thế này được. Con cứ đi đi. Con sẽ không bỏ bố lại đây đâu. Bố, đi nào. Đi nào. Lấy chiếc xe đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chìa khóa. Đi nào bố. We're leaving. Bọn ta đang rời đi. And we're not coming back. Và bọn ta sẽ không quay lại nữa. Bố ổn chứ bố? Ta ổn. Khỉ thật. Chúng ta sẽ đến bệnh viện được chứ? Bố sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi.